Ờ đó trời mưa. Ngu người luôn. Từ bước ủa? Cái đó ngu người luôn. Ủa? Hello, nó bị kẹt mà. Hello. Hello, cái gì? Nghe rồi. Bạn mấy vậy? Trông khổ vậy? Không, tao đang thử thử nghiệm không? Ê, mày thấy đặt nguyên block nó cũng kẹt trong đó à, nó cũng vậy à. Không được gì, cái IP đó mà. Hả? Cái IP ở trên á. Em tải mày gấp. Ôi hôi sắc kìa ngon. Giờ nó phun nước rồi, nó nổ cũng không sao. Rồi. Gì? Sao mày gấp đây vậy? Không chết em không? Ê, gấp nó lửa. Tự chúc em may mắn. Xây cầu thai cho nó. Thôi em, từ giải nghiệm với em. Đứng yên đó, chạy nghiệm cái cú quái đi. Đúng rồi, cái của quái một ngày làm quái. Một ngày làm zombie chẳng hạn. Nè, nhảy đây nè. Ừ, được nè. Đây nè. Đây kìa, có cục nước kìa. Cái cục nước của nó không qua được, cái cục có cái trời, cái cục có cái không qua được. Anh đập lên cục này đi, em lên được rồi. Anh đập lên cục này đi, đập lên cục này đi. Mày đánh quá à, bên đây. Thả zombie, đừng có chó lên đi. Thả zombie. Bên cái slap là được nè. Ủa mình chơi Sky Block ha? Cái này qua Block chứ không phải Sky Block. Dạ. Nó cũng tương tự. Giống giống một... thôi. Nó có cái cục ở đây đập ra lấy ra ngoài luôn, em đập đi thắng. Thắng có công việc là đập. Giờ kiếm cúp kìa. Đập bỏ cái này đập, luôn. Đập đấy, luôn cái luôn đi. Trời ơi. Ơ có cây cúp nè. Mới vô cho cây cúp cho anh thắng cây cúp xịn nhất của game nè. Đó. Đâu? Đó, cho thêm cây cúp xịn nữa đó. Hai cây đi. Ủa đâu? Sao đập bằng giấy tạo vậy? Đâu đập? Ủa là đập cái cục đó thôi đúng không? Thì là nó đập, đập hoài luôn, đập hoài là hết game á. À, cái này em chơi rồi. Chà má nó mới chơi, nó mới hỏi cái này là gì xong đó nó mới chơi rồi. Ê, cái tiếng gì vậy? Tại vì mới vô nhìn tưởng giống bà Sky bà Lock nhưng mà em chơi rồi. Tiếng gì cái bon hả? Cái gương có gì luôn á. Ờ, đường này cục này được nè. Sao giành đạo với em vậy? Ai rảnh đâu dành tạo mày. Dạ, tao bắt hết đồ rồi. Ủa cây cúp em đâu? Ủa rồi. Ủa? Dạ thắng đào đi, đừng nào nó ra cục gỗ đào. Đó. Đó thủ gì đó, đừng nào nó ra cục gỗ anh đào. Kìa kìa kìa. Ủa sao lắc vậy? Trên là sao vậy? Ai biết đâu. Ai biết đâu. Là sao nữa? À phải dễ cục đó. Mày sao đám té xuống? Ê zombie té xuống đi. Đúng rồi, chết cháy đi mày. Lắc gì ta? Sao bên em thấp vậy? Chắc phải vô mạng rồi. Chắc vậy rồi. Á anh còn phải phay IP qua Hồng Kông để chơi nữa mà. Em chưa nữa nè. À, rồi tắt clip luôn. Rồi. Bị góp, bị bể một cái tấm chặn rồi. Hèn chi. Đó, giờ anh sắp có đồ chơi xịn nhất của game rồi. Rồi, đi một con. Con này đi theo luôn. À, giờ anh thắng ra, giờ nó ra gỗ ra đập vậy nè. Đó, hai thằng, giờ ra đá đập đi, giữ chuột trái đó. Giờ nó ra gỗ là đập. Để tôi click luôn đi. Ui, tiếng quá rồi, tiếng quá rồi. Để gớt à, ở đây rồi đâu lo.
Yên tâm, không xây mà. Không xây là nó xong hết. Mà thằng ở dưới nó hưởng hết. Về 547 block là sao ta? Là đi được 547 block. Kim cương, này hay nè. À. Ê, sỏi, sỏi, sỏi. Cái này có nhiều rồi, lo gì. Giờ thắng đào đi, có nhiệm vụ, thắng có nhiệm vụ duy nhất là đào đó. Làm nô lệ. Đem cái ghèo đi. Kim cương á. Lắc quá à, em có 2-3 binh nè. Trời ơi, chỗ này nhìn nguy hiểm vậy. Có đồ ăn đó, lấy cái làm cái tô múc con bò là ăn. Ủa game này không có bính lộn được hết ta? Có mà. Hỏi sao em bính phong cũng được. Ủa sao kì vậy? Kệ bính không được kìa. Thấy hủ không được mà tao mất hết. Ủa à, tại em bị lắc, tại em bị lắc. Bị lắc mà. Em mất không được, hủ bính không được mà tao mất 4 tim đó. Em bị lắc mà. Đừng có đẩy, đẩy té giận. Ê, thắng đập đi. Trời, cái này mà không xây gào là gớt luôn. Khô xì. Này dưới ta sao nó vẫn còn dướng là sao vậy? Thầy biết đó, kệ nó đi. Sao nó còn dướng bụi hồng trần là sao vậy? Cho cái cúp xịn nè, đó. Phải cho nô lệ được đầy đủ. Lắc bà cổ luôn. Không thấy mặt trời luôn mà, một binh kìa. Thôi, để xíu, bắt đây mấy cái. Thôi làm biến quá. Tải nó công văn game đúng bữa hộm, văn nó đóng máy luôn á, bữa hộm em tải xong đóng máy luôn. Cái kia zombie đầy luôn. Tiếng gì? Zombie đâu? Nhốt thắng lại. Nó quýnh kìa, nó quýnh kìa, nó quýnh kìa. Bum bum, ao si, cao si, khao 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 khao. Vô, nó cánh giờ. Trời, còn đóng cửa nữa. Rồi, ba con Enderman luôn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, nó cắn vào đầu á. Ờ quá trời mưa. Ngu người luôn. Đừng biết cái đó ngu người luôn. Ủa? Ủa? Là sao vậy? Rồi, thấy xong rồi đó, thấy xong tàu nữa. Thấy xong rồi em nè. Nó bay lộn xả luôn. Em mới quýnh em nè, nó mới quýnh em nè. Nó chỉ mục tiêu đó. Núp dưới cây đi, núp dưới cây đi. Nó dính nước mũi cái nó ngu người luôn. Tí, tí là tự lần hay chết là đó đó đấy giờ. Tí tự lần hay chết. Ờ dính 10 cây ngu người luôn. Mày ngu quá. Ủa mất đi cái bố rồi. Anh thịt gà. Death 1 à, chưa giết được mạng nào mà chết rồi anh Phong cho anh giết cái. Mày kêu quái á. Đây một đống nè, bên kia đến nguyên rồi bày. Em lắc quá em quýnh được. Cậy kiếm. Đi ra. Làm kiếm sắt đi cho nó xịn. Thợ săn quái vật mi tiết thanh tơ. Quái có mi tiết thanh tơ. Mi tiết là gì? Dày dày. Rồi nó kéo vô nó kìa mở cửa. Này phải sáng chơi. Này phải sáng phải chơi mới được. Rồi. Lắc ba. Làm cái chát đo được không? Rồi chết bởi xì ke la to. Xui bà tốt. Đứng sang luôn. Góc nha. Nó bắn là bài xuống dưới đó. Ờ cái cốc cuốn nào bay gớt xuống dưới luôn kìa. Quên vòng á. Chết bởi xì ke la to. Thôi nói chung là mấy hàng gà lại mới được. Chúng ta nó bắn. Tao đang nghiên cứu làm sao để mà. Đó vậy đi. Làm cái hàng gào lại không sao nó bắn mình được á. Ý là mình giờ mình làm một cái gần á, kiểu như một block ở đây nè, xong rồi mình cho ta mình chờ một block để mình đào thôi, còn lại là để cho nó xuống dưới.
chơi là em thấy chơi vậy nó không bị quýnh á. Tôi bao quanh lại hết luôn, chờ cái chỗ để mình đào thôi. Đó kìa. Thôi đó, nhưng mà thôi quăng đi. Đồ đá mình cả đống mà. Đắc ba, quýnh zombie không chết kìa. Vậy thôi thắng lắc thì cho nó đào đá giúp tụi mình đi. Em được 3 kill rồi đó. Thôi đi cái này đã. 3 kill luôn à. Đúng rồi, hẳn 3 kill luôn á, lắc mà phải nghị lực. Ôi đồ nhiều quá, phải lọc đồ bớt mày ơi. Lọc đồ lấy diamond. Làm cái gương một đống đi, gỗ nhiều mà. Mình bao trùm lại đi anh. Thôi, ý vậy, vậy nó vẫn bắn rồi. Kiểu như là mình bao lại hết vô một cái lỗ để mình farm thôi. Cái gì bị quýnh chết á. Ừ, thấy hợp lý á. Kinh nghiệm gỗ minh thiên luôn nè. Gà thắng. Dạ, quên. Oh. Nó còn con. Tại tranh phòng ở dưới quýnh nó đi. Nè, mình xây cái hầm luôn. Mình chơi. Ê, nó bắn đết em ơi. Mình chơi là phải có kinh nghiệm xíu. Trải nghiệm. Kinh nghiệm, trải nghiệm, vậy gì đó. Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Không, em có chơi trải nghiệm rồi, là em nói là mình sẽ bao lại, mình trừ một lỗ thôi. Tại cái lỗ gì nè, đốn đập. Nó đúc cái đầu xuống đây là nó đâu bắn được. Thấy chiến thuật hay không? Ủa sao anh có một anh vậy? Sao đó anh làm có một anh vậy? Thằng nào bài đó đây. Vậy đứng ở đó đi, để đứng ngoài đập mấy quái. Đó, tại phía đây. Đang hiu. Họ thấy thiết kế hay không? Quá đồ nhiều quá kia. Thiết kế này chỉ có một người xài được. Phải thằng nào thôi, cần gì chơi hai ba thằng. Ý là em nói là bao lại hết luôn á, chỉ chừa là lỗ để đập thôi á. Còn chỉ cưa nhiều vậy. Mà Phong nó em đập rồi. Anh Phong lụm hết rồi, anh Phong hơn thì. Phong địa chủ. Mình là cái gì? Giai cấp nô lại. Ê, cái gương. Con mẹ mà. Để nhà cái tới sách đó mà. Đập bỏ đi. Vô đây mày nghe nhạc rảnh. Ôi quái gà, trốn đi. Ôi trốn. Cái mặt tay của tao nó có bị gì. Ôi ở dưới kìa, gớt dưới nước kìa. Gớt dưới nước. Ai rồi, gót dưới rồi, tới công chuyện tụi mày với tao rồi. Rồi, thơm rồi. Đi chưa? Làm cái cửa nữa, đừng cho tụi nó đi vô. Kèo thơm rồi. Kêu 27 rồi, 20 luôn rồi, ngon dữ rồi. Dữ vậy sao? Đi ra tháng để làm cái hàng rào coi. Đó. Má thì mày, cái gì vậy trời? Đừng cho con Shike nó bắn, counter Shike. Cái chiến thuật tụi tao quá là hay. Chào má con. Này là kìa, yeah, nó chi chỉ nữa kìa. Nó bị kẹt mà, lo gì. Thôi nó quýnh em chắc báo luôn. Nó ra một hit nửa cây. Nó gớt cục đất luôn. Trồng thêm cây. Đó, nó ra bếp gốc rồi sao ta? Hình như ra bếp gốc rồi nâng cấp. Ừ, nó đó. Đang cần đồ ăn thôi. Đê, yeah, nữa kìa. Câu tôi xì ke. Ô bắn đi. Ê nó chẳng bắn chúng mà. Là cái phiến á là da nó dưới nó bắn là được, Thằng Phong nó dưới nó bắn là được á. Nó bị gì trời, cho nó không tốt. Cái lỗ nhỏ quá. Là cái phiến á là nó đâu bắn. Anh Phong làm cái lỗ nhỏ quá à. Làm thêm cái lỗ đi cha. Này làm gì là máy farm chéo vậy. Mà muốn thêm thì phải có nhiều sắt lên. Phải nung sắt thêm. Nãy ở dưới anh nói bỏ chạy đồ mà. Quá chạy khiêu chứ. Cần cửa đâu. Làm cái phiến á, là nó không bắn được. Ừ, ok, làm ừ. Làm cái nắp đúng rồi.
em. Why not em? Nè làm cái này là nó không. Ủa sao có à? Em thấy rồi, đang nuôi dân làng nè, em tính giết rồi đó. Đó, đợi cái nắp này thắng, thấy hay không? Nè, anh biết quá dữ. Hả, chỉ cần đào là đập cái thôi. Thì cái chuồng của nào qua đây, qua chuồng bên đây chi? Chuồng nào lấy xài đi. Đâu lên chạy. Anh tay le. Con sét của anh nó có cái chiêu cuối ulti là giọng từ trên xuống dưới mà. Cái nào làm cho tao bắt cái đồ hang coi. Bắt đồ hang ơi. Văn gỗ trong phòng được làm. Không cứu nội ơi, bạn cấp tinh xe bộ đâu. Thôi kệ mẹ đi. Đó. Dục. Mình hỏi tao biết được tao lên nè. Hỏi tao nung sắt thôi, tao nâng cấp lên từ từ thôi đọc nha. Nâng cấp cái nói chơi. Thôi cứ đọc bình thường đi, nào tôi kêu nghỉ đọc thôi nghỉ. What the fuck? Ý lộn, xin lỗi. Đây là cái gì ta? Ê nó gớt cái phiến rồi. Gớt kệ nó. Lấy cái phiến đi, em không chơi cái cục kia đâu. Rồi sao mày làm gì ba má, làm như là mấy cái sấy ra cái gì, mấy cái sáo nồng nó sấy gì trời. Còn mà mày lớn quá, nó rớt lên cái đầu đó là nó gượt hết nguyên đám đó. Cái này là bà ghé. Cái mặt thi quái vật là nó dí hết á. Kệ, mình chốt vô cái hầm mà lo gì. Có anh xong á. Cửa hết rồi. Quan trọng là xì ke. Nó đâu bay qua được đâu. Đó. Đó, đó quái vật kìa. Xì ke mình làm cái cửa sập đó. Nào nó xuất hiện kìa, bấm cái lỗ lại. Em ấy gớt cà gót kìa phải không ta? Tao thấy gớt cà gót. Nó em chưa kịp bấm vô coi nữa. Rồi xì tóp đi, xì tóp đi. Không. Kìa, dám mà không cãi lời của mình. Cho nó vô lấy lít liền. Bà nó con xe bà. Ui sao lên nè, nãy anh Phong lên sao vậy? Có cầu thang nè. À, thấy rồi. Quay lắm, quay không thấy. Cho này cày. Lắc quá. Trời ơi, một... lắc. Anh Phong 2 chấm, ý anh Phong 1 chấm, em 2 chấm. Cái VNB mày xài là gì kìa? VPN. Tôi này nó tích hợp sẵn trong cái Windows. Không. Cái tôi này là tôi ngoài mà. Bu bu bu. Tại quá trời vàng. Bu bu bu. Đó hình thắng nó quá thú rồi đó. Được một thang coi. Chưa chưa. Thấy không, quýnh zombie rồi, chỉ biết sốc thét thôi. Chưa. Ông lắc lại em ơi, bển em dọn mấy kia luôn rồi. Dọn luôn. Bển con nào đâu dọn. Cái cây trời nãy đông mà. Tại mình đi xa quá. Mà ba ngày trời mưa đâu xuất hiện. Em đi xa quá. Thôi 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 thôi. Rồi 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 rồi. Cedar đẹp quá. Nữa đừng có đọc nữa, tao fix lại cái. Để xíu chỉnh Cedar cái ní. Để em coi Cedar đẹp với em cái. Cái. Đập hình xui ra zombie dân làng cái chết cơ ta. Chết chỗ. Ví dụ zombie dân làng mình có mấy có một con, phải hai con mình mới đẻ được mà. Tao mới biết cái vụ mà zombie dân làng nó đẻ được luôn. Có mà anh cho nó cái vườn với lại cho nó hạt giống rồi nó đẻ mà. Con là zombie cứu chữa rồi mà mẹ. Chưa mà con zombie kia chưa cứu kìa. Em coi người ta chơi á chứ em chưa làm đó bây giờ. Để nó quýnh em kìa. Ai mới đứng gần chi, giờ mình đập đi, tranh thủ đập. Cho nó này. Quýnh mày rồi, quýnh nó đi. Đúng rồi, quýnh. Hình tội đồ luôn. Từ từ đừng đập, đập chứ có tao chứ có làm. Ai đó làm giúp tao ba cái đó đóng lửa chạy thôi. Lửa chạy. Mà hết hàng tao đã đốt rồi. Thằng ở chỗ đứng lấy đồ nhiều lắm. Chỗ cái nồi á. Để là luôn làm đó. Thêm ở dưới cầu tơ. Ừ.
quá trời đá luôn. Thằng có thấy gì đâu, có một cục một đổ cái lò đung á. Đừng có đánh nó thắng rồi, cho nó vô cục lửa em. À vô đây xem chết. Trời ơi, xem tới giếng rồi. Coi nó báo kìa. Ủa xin nghiệm đâu, bốn cái lửa chạy đó, giục xuống cho nó nè. Từ từ đừng có giục, đừng có giục. Vậy tao để lên trên cái gương nha, gương ở trên nè, gương ở trên đó, tự lấy đi. Ủa sao à, mấy bò, mấy cụ, mấy gà, mấy vịt. Sao game này không cho mấy vịt ta? Ai biết nó. Nó có gà em, nó cho vịt gì nữa. Gà mình phải cho là chung thứ là được mà. Mình phải cho vịt để mình cảm nhận hương vị đồ ăn. Con Steam nó ăn chứ không có ăn đâu mà mày đòi mình cảm nhận. Ê có mấy con bò nghe nhạc nè, mấy con bò bọc nấm đầu, mấy này ung thư rồi, giết lên ơi. Gì đồ ăn miễn phí thì tự giết. Mấy này ung thư rồi. Làm cái tô á. Làm tô ấn chuột phải là có đồ ăn luôn. Nó bị ung thư mà. Đó, ấn chế cái bồ múc đâu rồi. Để chạy đâu? Ở trên gương. Ở trên trong gương á, trong gương á. Á có đồ ăn free. Quá là tiện lợi. Gương nào có đường anh em? Gương ở dưới, gương ô hết mưa. Đi húp zombie. Ủa mình tới giờ mình chưa có cái giường nữa hết ta. Bạn chi giường? Đi xâm chiếm quá vậy. Tập đi thắng. Từ anh em đang coi CD nào đẹp. Thằng làm việc cật lực luôn.